Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào quý khán giả, hiện tại thì phóng viên Beginning đang có tại trường khóa nước học lần của Beginning. Chào chị. Rất lâu rồi được làm quen với chị. Chị giới thiệu tên và cái công việc đang làm gì ạ? Mình tên Nguyệt. Mình đang làm phiên dịch tiếng Trung. Chủ yếu là phiên dịch là đơn giản như là những cái gì ở ngoài đời thôi. Chị Nguyệt có thể chia sẻ một số cảm nhận sau khi học 2 ngày về khóa học doanh nhân kinh tế học xong chúng ta được. Mình cảm thấy lớp học này rất là hay và nó làm cho mình ngộ ra rất là nhiều điều. Đó, và có nghĩa là ngộ ra những cái gì mà từ xưa đến giờ mình không biết đó. Và mình cũng đã, mình muốn kinh doanh từ rất là lâu nay rồi. Mình vì cái sự mà gọi là đa nghi, bảo thủ của mình không có có rằng là mình sợ này, mình sợ kia, sợ đủ thứ hết á. Khi mà lúc mà chị đi bánh trang thì có cảm giác như thế nào chị? Còn cái lúc mà đi miệng trai thì lúc đầu thì hơi sợ. Đúng là cái cơ sở mà nghe thầy nói là đi trên miệng trai tự nhiên cái cảm sợ lắm. Bởi vì mình là người sợ máu mà. Mình rất là sợ. Nhưng mà khi mà đã thấy những bạn đi trước, mình chạy những đi trước, mình thấy các bạn đi rất là dễ dàng và không thấy cái gì. Và các bạn rất là tự tin. Và mình cũng đã đi được. Và những lúc đầu thì nó cảm thấy rất là sợ. Nhưng mà từng bước mình đã khắc phục được nó, mình không còn thấy sợ nữa. Còn mình trong cái tâm mình đi lại một lần nữa. Nhưng mỗi lần câu hỏi là đôi khi chị đã làm gì đấy, cứ lớp học làm chủ nhiệm gì là đến đây là để làm gì? Để làm giàu. Mục đích chính của mình tới đây để làm giàu. Đúng rồi. Và điều đó là mình muốn là trong thời gian tới mình sẽ ra kinh doanh. Hi, xin chào các bạn khán giả. Đây là buổi phỏng vấn trực tiếp để hỏi về suy nghĩ của những học viên đang đi học lớp kinh doanh kinh tế nhất của Beginning. Chúng ta hãy cùng để xem những học viên này đã trải qua 2 ngày sẽ có những cảm nhận gì nhé. Xin chào anh. Chào anh. Anh có thể nào giới thiệu?